Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà đất Văn Nguyễn nhé. Hôm nay thì em lại tiếp tục review cho quý anh chị mình xem một mảnh vườn hồ tiêu, cà phê cực đẹp luôn. Đôi đất nhà mình thì có vị trí là tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nhé. Đó, cách trung tâm trường chợ cũng như là quốc lộ 14A là 3 km. Còn mình di chuyển ra tới đường bê tông là mất 300 m nhé. Đường xá đi đại thì rất là thuận tiện luôn Lô đất nhà mình thì đã có điện Có hàng xóm Bác hàng xóm kéo ngang qua luôn nhé Theo trục đường này Trục đường này là đường lưu thông mọi người nhé Là lô đất nhà mình là có hai đường đi luôn Ở trên và ở dưới Đều là đường thông hết Và bám hai bên mặt đường luôn nhé Đó, Trên đất thì đã được phủ xanh Bởi hồ tiêu và cà phê cực đẹp Năm nay trái rất là sai phải nói là một mảnh vườn khá là bằng mọi người nhé đó đang còn sót lại ở xã Nam Bình nhé rất là gần dân cư luôn mình đi khoảng 300m nữa là có dân cư ở rất là đông đã có điện nhé mình kéo điện là khoảng vài trăm mét thôi đó hồ tiêu và cà phê nhà mình thì năm nay trái rất là sai luôn cà phê giống mới Gia chủ trồng được 1.300 gốc còn hồ tiêu như này là 800 bụi tiêu mọi người nhé. 800 gốc hồ tiêu đang kinh doanh. Năm nay trái rất là sai luôn. Quý anh chị mình mua giai đoạn này là được thu hồ tiêu và thu cà phê luôn. Ở thế đất thì nó chuyển nhẹ thôi mọi người nhé. Đi làm rất là khỏe luôn, không có dốc. Đó Tiêu và cà phê của mình thì bao đẹp cho mọi người luôn Ở đây thì đất đỏ ba gian màu mỡ tơi xốp không sỏi đá Tiêu này là được 800 bụi trái rất là sai mọi người nhé Đó mảnh vườn nguồn thu cực mạnh Tổng diện tích của mình là 1 hect 1 Sổ đỏ là đầy đủ mọi người nhé và giá gia chủ đang đưa ra cho mảnh vườn này là 1 tỷ 2 thôi. Một tỷ 2 là quý anh chị mình sở hữu ngay một mảnh vườn 1 ,1 hectare, 1,1 hecta 11.000 mét vuông. Nguồn thu là năm nay là mình mua, lúc này là mình được thu hoạch luôn. Đất rất là bằng mọi người nhé. Quý anh chị mình nếu mà muốn mua mảnh này để đầu tư thì cũng rất là ok luôn. Mua xong rồi mình thu hoạch cà phê và hồ tiêu rồi mình bán lại cũng vẫn có lời mọi người nhé. Mảnh vườn rất là đẹp. Giá cực kỳ là hợp lý luôn so với thị trường xung quanh. Quý anh chị mình nếu mà có cửa tiền này thì alo ngay cho em nhé. Một mảnh vườn cực đẹp, đất bằng, nguồn thu là phun kín, 1.300 hồ tiêu, à, 1.300 cây cà phê giống mới, giống TR4 mọi người nhé. Và 800 trụ tiêu đang cho thu năm nay trái rất là sai luôn đó, thế đất của mình rất là bằng mọi người nhé chỉ hơi triền nhẹ thôi đã phủ phun kín là hồ tiêu và cà phê đẹp như thế này luôn đó em ghi lại thông tin mạnh vườn này cho mọi người nhớ nhé Mảnh vườn nhà mình thì có tổng diện tích là 1,1 hecta 11.000 m2, sổ sách đầy đủ. Cách quốc lộ 14A là 3 km, cách đường bê tông là 300m 300 m nhé. 1.300 cây cà phê giống mới đang cho thu và 800 chủ tiêu đang kinh doanh. Đất bằng, đẹp khuất gió. Đường đi lại thuận tiện. Có ao hồ nước tưới đầy đủ. Giá bán là 1 tỷ 200 triệu Giá này thì đang còn thương lượng Cho quý anh chị mình thiện chí nhé Mua giai đoạn này là quý anh chị mình được thu hoạch cà phê và hồ tiêu luôn Nguồn thu rất là mạnh nhé Năm nay ước lượng khoảng 4 tấn cà phê nhân Hồ tiêu của mình thì rơi vào khoảng 3 tấn hồ tiêu khô mọi người nhé Nguồn thu cực mạnh luôn Năm nay nguồn thu của mình là rơi vào khoảng 300 triệu nhé hơn một tháng nữa thôi là quý anh chị mình được thu hoạch cà phê và hồ tiêu luôn. Đó, à, quý anh chị mình muốn sở hữu mảnh vườn này thì nhấc máy alo ngay cho em nhé. Cái ao cá của mình nhé, hai nhà múc chung. Cách lô đất của mình là khoảng hai cuộn ống thôi. Ao này thì nước tưới quanh năm, không bao giờ hết nước. Đẹp tuyệt vời lắm mọi người nhé. này cách ra đây một vườn thôi là tới vườn của mình ống đã được trôn sẵn là từ dưới này lên trên uh, rẫy mình luôn còn đường này đi thông qua rẫy mình này là trục đường thông luôn nhé